chương 1, chuyện xưa kể lại, nghe chọn bộ tại mê audio com. Đọc hết một quyển sách ngắn thì chỉ cần một lát, dài cũng chỉ mấy ngày. Mà đối với nhân vật trong đó, lại chính là cuộc sống của bọn họ, mười 10 năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm. Sao 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 bây giờ là giữa hè, vậy mà mặt trời lại như khiêu vũ, lúc sáng lúc tối. Mà tâm tình của Tạ An Chi thay đổi so với ánh sáng còn nhanh hơn, cô túm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, hưng phấn đến nỗi nước miếng cũng chảy ra. Anh nói thật ư? Đơn của em thật sự được phê chuẩn rồi. Nam sinh ngồi bên cạnh, đeo kính mắt, so với cô còn cao hơn một cái đầu. Anh bị cô ôm siết, chặt đến nỗi muốn gào lên, mãi sau mới gian nan rít qua kẽ răng một câu không thể giả được, hiện tại có thể hay không, xin đại tiểu thư mở lòng từ bi, tạm thời buông tha cho cánh tay đáng thương của anh đi. Anh cảm thấy nó sắp sửa nói tạm biệt với anh rồi. Tả An chi ngượng ngùng buông tay ra, sau đó cúi người 90 độ. "Thực xin lỗi, sư huynh, là vì em quá kích động rồi." "Anh hiểu, anh hiểu." Vị sư huynh kia khoát tay một cái, "Chuyện này, cho dù có là bất kỳ ai cũng sẽ kích động như em." nếu cha mẹ em đã ký tên lên đơn rồi vậy thì đi theo anh đến phòng thí nghiệm giáo sư đang đợi chúng ta được không thành vấn đề nhưng mà có thể chờ em một ngày nữa được không 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 nửa ngày thôi cũng được tả an chi hiển nhiên cũng chưa đến nỗi mất trí hoàn toàn cô vội vàng đưa ra yêu cầu em định làm gì không phải là đột nhiên hối hận muốn trốn chứ Nam sinh kia bị ý nghĩ này làm cho sợ hãi, liền mặc kệ cánh tay vẫn còn đang đau đớn tưởng đứt lìa, dũng cảm chắn ngang đường lui của tà An Chi, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm từng cử động của cô. Tả An Chi cười gượng hai tiếng, vỗ vai bả vai không bị đau của anh. Yên tâm, em chỉ định đi mua một ít đồ. Anh xem, nếu là về cổ đại, em cũng phải mang theo 17-18 khẩu súng tự động, vài sọt lựu đạn để phòng thân chứ, còn nữa, đồ tẩy trang, sữa tắm, băng vệ sinh cũng không thể quên, à, còn phải mang theo cả đồ ăn vặt, em có cần mua nốt một cái xe tải để chở đồ về cổ đại nữa không, sư huynh khinh bỉ nhìn cô. Hả, có thể được như vậy sao, thế thì tốt quá rồi, tạ An Chi không để ý đến ngữ điệu châm chọc của anh, lập tức cười tùm tỉm, sau đó chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt tha thiết cầu xin, chương 2, sống hay chết khó hơn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Thật ra trải qua một ngày như vậy cũng không có gì không ổn, tay làm hàm nhai, chính là một trải nghiệm mới cho nàng. Bất quá tả an chi dơ hai bàn tay dưới ánh mặt trời, nhìn tới nhìn lui. Nếu như nàng chỉ là một kẻ hầu hạ làm việc nặng nhọc để kiếm sống, vậy tại sao bàn tay này không những không thô giáp chai sạn, ngược lại lại trắng nõn mịn màng? Không nghĩ ra được câu trả lời, vậy thì không nghĩ nữa vừa rồi chuyển gỗ tay bị vụn gỗ đâm bị thương mấy chỗ, chỗ vết thương đang không ngừng nhỏ máu. Nhưng không tìm thấy băng vải để băng bó, cho nên nàng cũng chỉ đành lau tay vào vạt áo. Trong đầu tà An Chi lại không ngừng suy nghĩ tới chuyện khác, bây giờ ăn no rồi, cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà có ai có thể nói cho nàng, nàng bây giờ là đang ở đâu không? tả an chi nghĩ nếu bây giờ tùy tiện tú một người trên đường lại hỏi thăm phòng chừng sẽ bị họ nghĩ là con điên một trận gió lạnh thổi qua cuốn theo vài chiếc lá rụng bám trên áo nàng tả an chi sợ run người liền quyết định tạm thời đến cái phòng củi sáng nay nàng ở để nghỉ tuy là nơi đó sàn nhà rất lạnh nhưng ít ra cũng tốt hơn đứng đây cho gió thổi nàng vừa định bước chân chợt nghe thấy xa xa có tiếng bước chân dồn dập hơn nữa càng ngày càng lại gần sau đó lại vang lên một thanh âm hớt ha hớt hải tiểu cường tiểu cường của ta đâu đột nhiên trong đầu nàng có một linh cảm không nói rõ được chỉ tự nhiên khiến cho tóc gáy nàng dựng đứng sau đó vội vàng chạy về phía trước nhưng hiển nhiên nàng chạy còn chưa đủ nhanh đã bị đám người kia đuổi kịp bao vây lấy sau đó một tên mập từ trong đám bước ra thở hổn hển nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lên án nàng tiểu cường của ta có phải bị ngươi ăn vụng không ăn nói như vậy hẳn là không phải con rán trong tiếng hán con rán cũng là tiểu cường không kịp suy nghĩ rốt cục tiểu cường là cái gì tạ an chi đã theo bản năng mà phủ nhận tuyệt đối không phải gạt người vậy xương gà trong phòng bếp ở đâu ra huống chi trên người ngươi còn dính máu nhất định là vết máu của tiểu cường tiểu cường đáng thương của ta mỗi ngày sáng sớm đều cất tiếng gáy chưa bao giờ nhầm giờ ngươi tại sao lại chết thảm như vậy tên mập mạp dùng ống tay áo lau nước mắt miệng vẫn không ngừng gào khóc ngươi còn gì để nói sau đó thanh niên quái dị lúc sáng mở miệng hai tay hắn chắp sau lưng miệng nở nụ cười ác ý nhìn nàng khó trách trong phòng bếp một người cũng không có lại còn bày sẵn thức ăn hóa ra là đào hố chờ nàng nhảy vào tạ an chi bất đắc dĩ cười khổ nói ta chỉ có một câu muốn nói thanh niên kia tò mò nhướn mày nói gì tạ an chi nghiêm túc nói con gà kia ăn hơi dai có phải là vì để lửa quá lớn không tên mập mạp kia nghe xong liền vội vàng phản bác sao lại thế được rõ ràng là lửa rất vượt ta mấy chục năm làm đầu bếp làm sao có thể nhầm được hắn đang thao thao bất tiệt liền khựng lại sau đó xấu hổ nhìn thanh niên kia không nói nữa thanh niên kia sắc mặt không thay đổi nói lão phạm hôm qua ta bảo lão mua gà mái lão đã mua chưa tên mập mạp kia ngây người một lúc, đại khái định hỏi là con gà mái gì cơ nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của thanh niên kia, không dám mở miệng hỏi, chỉ run rẩy đáp. Mua, mua, ta bảo ngươi hôm nay làm gà nướng với nhân sâm trăm năm, như vậy bây giờ ăn được rồi chứ? Sai người mang tới phòng ta đi, thanh niên kia định say người đi. Không, đã không còn. Tên mập mạp kia đột nhiên thông minh ra, chỉ vào tà an chi lớn giọng nói. Ta đã làm xong đặt ở trên bàn, lại bị nàng ăn vụng hết rồi. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tả An Chi cũng lười giải thích cho nên không nói gì, chỉ dương mắt nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng diễn trò trước mặt nàng. Người có biết một cây nhân sâm trăm năm trị giá bao nhiêu bạc không? Vốn ta thấy ngươi là bán mình chôn cha, là một đứa con có hiếu, mới cho ngươi đến đây làm việc, không ngờ ngươi lại dám làm chuyện như vậy. Thanh niên kia thu lại bước chân, sau đó tỏ ra vô cùng đau đớn, vung tay áo. "Nếu không phạt ngươi, người khác chẳng phải sẽ nói Đông Phương bất bại ta thưởng phạt không phân minh." Người đâu, đem nàng kéo ra ngoài đánh 20 trượng, lão Phạm không trông chừng được đồ ăn, cũng đánh 10 trượng. Tin tức này làm cho Tạ An chi ngẩn người, không chút phản kháng gì, để mặc người ta kéo đi bán mình chôn cha đứa nhỏ này thân thế cũng quá thê thảm rồi trách không được tại sao chỉ có mỗi áo phải thô màu trắng mặc trên người thì ra là đang để tang mà càng đáng sợ hơn là người trước mắt nàng vừa xưng là đông phương bất bại không biết hắn có phải chính là cái tên mưu mô xảo quyệt giết người không chớp mắt ma giáo giáo chủ trong truyền thuyết không nếu bỏ qua việc người trước mắt này vẫn còn trẻ, chỉ đơn thuần để ý tới gu thẩm mỹ của hắn thì quả thực rất giống. Cây gậy cách 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 không ngừng đập trên người nàng, Tạ An Chi bắt đầu gào khóc thảm thiết. Nhưng đã không còn kịp nữa, rồi, vị Đông Phương bất bại kia như cười như không đứng bên cạnh xem nàng bị đánh, hoàn toàn chính là bộ dạng sung sướng khi người khác gặp tai họa. Hơn nữa cũng không có ý tứ tha cho nàng. Sau khi bị đánh xong 20 trượng, nàng bị tống về một cái phòng nhỏ cũ nát âm u. Nhìn mạng nhện trên đỉnh đầu, Tả An Chi cảm thấy cuộc đời thật đáng buồn, rõ ràng nàng có một nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại bị vị giáo sư cầu thả của mình phá hỏng. Nhưng bây giờ phải làm sao để trở về đây? Giáo sư nói, chỉ khi tính mạng gặp nguy hiểm thì mới có thể trở về. Hiện tại đi tìm dây thừng thắt cổ, vừa nghĩ đã thấy khiếp nhỡ đâu không chết được mà biến thành người thực vật thì sao mà kể cả không biến thành người thực vật chỉ câm điếc thôi thì cũng thực bi thảm vậy còn cắt cổ tay nàng thật sự không đủ dũng khí cầm đao xuống tay với chính mình hơn nữa sau đó lại còn phải nhìn máu me chảy lênh láng một lúc mới chết mà muốn nhảy sông thì cũng phải biết gần đây có con sông nào không chứ mà trước mắt cơ thể đang đau đớn thế này mà bảo nàng ra ngoài tìm thì rất khó khăn uống thuốc độc thì càng không cần phải nói độc dược duy nhất nàng biết là thạch tín mà thứ độc dược này không biết có ai chịu bán cho không mà có bán thì nàng cũng không có bạc mà mua có người nói sống được còn khó hơn là chết nhưng tả an chi lần này đã sâu sắc nhận ra thêm một chân lý khác đó chính là cho dù có chết cũng không phải là chuyện dễ dàng a à. nếu tạm thời không chết được vậy thì phải sống cho tốt trong cuộc sống bạn có thể chơi nhưng không thể biến cuộc sống thành trò chơi thực sự phải hòa nhập với nơi này không thể tiếp tục lấy thái độ coi thường hết thảy như trước được bằng không tả an chi nhớ tới đông phương bất bại kia cảm thấy miệng vết thương càng đau nàng cố gắng dướn người trèo lên giường bắt đầu tự hỏi tại sao đông phương bất bại lại có định ý với nàng nếu hắn thật sự là ma giáo giáo chủ đông phương bất bại mà nàng đắc tội hắn chỉ sợ cuộc sống của nàng dùng từ không tốt lắm để hình dung là không đủ một đau dứt khoát giết nàng còn chưa tính nhưng với thủ đoạn của hắn nói không chừng sẽ giữ mạng nàng để chậm rãi tra tấn làm cho nàng muốn sống không được muốn chết không xong thí dụ như hắn có thể đem nàng giam vào phòng tối, tối đến nỗi không nhìn thấy rõ cả năm đầu ngón tay, mười mười năm. Tả An Chi run dày, bắt đầu không ngừng tưởng tượng mình chính là con chuột đáng thương, không ngừng cuống cuồng chạy trốn khỏi móng vuốt của con mèo. chương 3, thì ra là đang chơi trò vô gian đạo gián điệp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Đông Phương bất bại nói là nàng bán mình chôn cha, như vậy, nghĩa là trước đây bọn họ không quen nhau mới phải. Vậy, hắn tại sao lại vô duyên vô cớ cố ý hãm hại nàng? Tả An chi nghĩ đến đau đầu, cũng không tìm ra nguyên nhân, có chút bất chi bất giác nhắm hai mắt lại, có chút buồn ngủ. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng cọt kẹt vang lên, khiến nàng giật mình run sợ, lập tức tỉnh táo, hạ giọng nói. Là ai? một bóng đen đẩy cửa sổ ra rồi nhảy vào phòng bước chân nhẹ như mèo chạy tới bên giường nàng muội muội đừng kêu to là ta muội muội cái người bán mình chôn cha này chẳng lẽ còn có thân thích tả an chi ngồi dậy chán ghét hất chăn qua một bên cái chăn này không biết đã không được phơi nắng bao lâu vừa hôi vừa lạnh làm hại nàng đành mặc nguyên quần áo mà ngủ vừa mới cử động miệng vết thương liền đau đến nỗi mặt nàng cũng xanh mét vì thế mà tả an chi liền trừng mắt nhìn người vừa tới kia ai ngờ người tới so với nàng còn tức giận hơn không ngừng mở miệng trách móc muội rốt cuộc làm sai chuyện gì vừa mới trà trộn vào đây không lâu đã đắc tội với đông phương bất bại là sao đã nói muội phải lấy lòng hắn muội quăng lời dặn của ta đi đâu rồi hả thì ra là chơi trò vô gian đạo gián điệp tả an chi nháy mắt vài cái, lạnh mặt không trả lời. Người tới hình như cũng cảm thấy mình nói quá lời, vì thế liền đổi giọng ngọt ngào khuyên nhủ. An Chi à, trước ra cha ra đi, người mới mãi không quên chúng ta là người của phái tung sơn. Mà muội là muội muội của ta chẳng lẽ tả lãnh thiền ta lại hại muội? Muội nghe ta, bình tĩnh, sau đó dùng kế mượn sức của tên đông phương bất bại kia, Tương lai lập nên công lớn, chẳng phải phái Tung Sơn chúng ta trong võ lâm cũng có chỗ đứng sao? Sau đó ca ca sẽ tìm một thiếu niên anh hùng cho muội, để muội đàng hoàng gả cho người ta, chẳng phải là rất tốt sao?" Hắn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, rồi nói tiếp. "Có người tới, ta phải đi rồi, muội trăm ngàn lần phải nhớ kỹ lời dặn của ta." Nói xong, hắn lại nhảy cửa sổ ra, rồi biến mất trong bóng đêm. An chi bình tĩnh bước xuống giường ở trên cái bàn mục tìm được một ấm trà nhưng lại không tìm thấy chén cho nên nàng trực tiếp ghé miệng vào vòi ấm mà uống hai ngụm nước trà vừa đắng vừa chua sau đó an chi bò lên giường nằm sấp ngây ngốc nhìn bóng đen nặng nề bên ngoài nàng gặp phải kinh hoàng thế này có giật mình cũng không giải quyết được vấn đề gì cho nên nhất định phải bình tĩnh không ngờ thân phận mình xuyên vào lại không đơn giản người đã đọc tiếu ngạo giang hồ hẳn là không ai không biết đến tả lãnh thiền nàng chẳng những là muội muội của hắn hơn nữa lại còn phụng mệnh đến mượn sức của đông phương bất bại tuy rằng đến giờ vẫn chưa rõ làm gì nhưng khẳng định là không phải chuyện tốt cái duy nhất có thể gọi là may ở đây chỉ là tên vẫn như trước là tả an chi cho nên không cần có thời gian thích ứng với tên mới vẫn là nên đi ngủ đi ngủ là đức vua vạn tuế có chuyện gì ngày mai nói sau nói không chừng sáng mai mọi chuyện lại thay đổi không ngờ quả nhiên trời cao thương tình thật sự làm ra thay đổi nhưng nàng không muốn loại thay đổi thế này à vừa mới tỉnh dậy mà thế giới liền thành thế giới đại đồng thế giới hòa bình mọi người tình thương mến thương đó là sao là sao Ai có thể nói cho nàng là tại sao cái tên Đông Phương Bất Bại kia, ngày hôm qua còn mặt mũi hung tợn là tiểu nhân đắc chí, mà hôm nay hắn, hắn rất tự nhiên đứng trước cửa phòng nàng. Tươi cười hòa ái dễ gần, Đông Phương Bất Bại thấy nàng tỉnh lại, thân hình nhoáng lên một cái đã ngồi xuống bên giường, sau đó vô cùng thân thiết hỏi. Vết thương đỡ đau rồi chứ? nếu không phải bản thân còn nhớ rõ giành giành từng chi tiết ngày hôm qua tả an chi thật sự sẽ cho là mình mất trí nhớ rồi như vậy tình huống hiện tại là hắn chúng ta thấy tâm hồn nàng đang treo ngược cành cây trong mắt đông phương bất bại chợt lóe lên ý cười nhưng ngay sau đó lại khéo léo đổi sang vẻ mặt lo lắng ai là vì hôm qua ta muốn lập uy ở trước mặt mọi người cho nên mới bất đắc dĩ phải ra lệnh đánh cô cô lương thiện như vậy, sẽ không trách ta phải không? Nào nào, đứng lên, cô đang bị thương mà ở nơi này thật không ổn tí nào. Hắn vẫy tay một cái, liền có hai thị nữ từ ngoài cửa bước vào, sau đó gần như là cưỡng ép tả an chi xuống giường, kéo nàng đến một gian phòng hoa lệ. Kế tiếp, chẳng những đưa cho nàng kim sang dược tốt nhất, mà đông phương bất bại còn tự tay cầm chén thuốc, nhìn bộ dạng giường như là muốn đút cho nàng đừng đùa như vậy, nàng cũng không phải ngu. Bây giờ không rõ hắn làm như vậy vì mục đích gì, nhưng nàng nghĩ, nếu nàng nhân cơ hội này mà vênh vào mặt mà... chương 4, kinh doanh bất hợp pháp, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đông Phương bất bại từ trong phòng nghị sự đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Cứ thử tưởng tượng đem 17-18 loại thuốc màu trộn chung một chỗ, cũng không thể diễn tả nỗi màu sắc trên gương mặt hắn lúc này đương nhiên công phu thay đổi sắc mặt của hắn cũng rất mạnh, một lát sau đã khôi phục thái độ bình thường. Đến lúc về tới phòng, ai nhìn thấy hắn thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ là một người lo lắng công việc mà thường người ngồi trước cửa sổ thôi. Một thị nữ xinh đẹp bưng trà cho hắn. Nước trà dưới ánh mặt trời, không ngừng khuếch tàn ánh sáng thành những dải màu lấp lánh chiếu lên người hắn hắn nhíu mày không nói gì để cho người thị nữ kia lại lấy một cái khăn tay chậm rãi ở trên người hắn lau đến lau đi hơn nữa bàn tay của nàng còn dần có xu hướng di chuyển xuống dưới nếu là bình thường đông phương bất bại đối với trò này chẳng những không để ý ngược lại còn vô cùng phối hợp nhưng hôm nay tâm tình đang không tốt cho nên hắn hử lạnh một tiếng ném cái chén trong tay xuống đất cái chén bằng gốm rơi xuống vỡ tan thành mảnh nhỏ thị nữ kia thấy vậy, liền biết sự tình không ổn, vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, rưng rưng nước mắt, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Thấy nàng nước mắt lưng tròng, Đông Phương bất bại càng nổi giận, bởi vì cặp mắt này khiến hắn nhớ tới tả An Chi, lúc giả vờ đáng thương cũng làm y như vậy. Nói cái gì chính mình chỉ là một tiểu nữ tử, nếu tiểu nữ tử có thể gánh củi như gánh đậu phụ thế kia, thì bọn họ đã sớm lao vào chiếm giang hồ rồi không kiên nhẫn phất tay ra giấu cho người kéo thị nữ kia ra ngoài, đồng phương bất bại ấn đầu mi sầu não, nhớ lại tình hình vừa rồi trong phòng nghị sự. Từ khi hắn được đồng bách hùng dẫn vào nhật nguyệt thần giáo tới giờ, dựa vào võ công cao cường, tâm cơ thâm trầm, liên tiếp lập được công lớn. Cho nên chỉ mấy năm ngắn ngủi đã lên đến trước phó hương chủ của phong lôi đường phong lôi đường triệu trưởng lão đối với hắn lúc đầu là kính trọng và nể năng dần dần biến thành kiêng kỵ đây cũng là chuyện thường tình đông phương bất bại trong lòng hiểu rõ vì thế ngoài mặt càng thêm cung kính với triệu trưởng lão có chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến ông ta trước rồi mới dám làm nhưng sau lưng hắn lại lôi kéo những kẻ ở dưới bàn bạc mưu kế không ngờ cho dù có làm như vậy thì triệu trưởng lão vẫn giữ lòng đề phòng với hắn Ngày ấy ở trên đường gặp Tả An Chi, nàng mặc áo tăng, vừa thấy hắn liền chạy lại, kéo lấy góc áo của hắn, không buông, miệng không ngừng cầu xin hắn mua nàng. Nàng tự cho là bản thân diễn rất giỏi, lại không biết hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã biết rõ. 11 tuổi, cha mẹ hắn đều qua đời, cho nên trong mắt hắn cái loại đau đớn đến tận xương tủy khi người thân mất, nàng diễn quá giả rồi được một vị tiểu cô nương xinh đẹp chủ động tiếp cận, hắn cần gì phải chối từ. Đông Phương bất bại tính toán, sau khi đưa nàng về sẽ thuận tiện thăm dò xem kẻ đứng sau giật dây nàng là ai. Vì thế, sau khi về phủ, hắn cố ý làm bộ bản thân là loại công tử nhà giàu bất trương nam, tiệm may đường làm quan rộng mở. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Tả An Chi và Đông Phương bất bại nói nói cười cười, tựa như vừa rồi chuyện gì cũng không xảy ra, sau đó cùng nhau đi vào một cửa hàng may. Cửa hàng này không giống các cửa hàng khác. Nhà khác biển hiệu đều treo ngoài cửa, nhưng nó lại treo biển hiệu ở bên trong. Tả An Chi bước vào sau đó nhìn lên bức tường đối diện cửa, liền thấy một bức chướng, không theo hoa mà theo bảy chữ rồng bay phượng múa tiệm may đường làm quan rộng mở nền may đen, chữ theo kim tuyến, trông rất bắt mát. Trong cửa hàng trồng mấy chậu trúc cảnh, trên tường treo tranh thủy mặc, vải dệt thì được xếp chỉnh tề thành từng quầy. Bố trí quả thực là lịch sự tao nhã. Tả An Chi đang nhìn quanh, đã thấy một nữ tử còn trẻ tiến lại cười nói. Ta gọi là lộ nhân tỷ, là chủ tiệm may này, cô nương đến đây là may quần áo sao? tả an chi thấy nàng nói năng ôn nhu cử chỉ cũng nhẹ nhàng thong thả liền nảy sinh hào cảm sau đó nhấc chân đi theo nàng chọn chất liệu vải để may quần áo đông phương bất bại thấy vậy ho khan một tiếng thành công làm tả an chi không dám đi nữa sau đó hắn đến bên cạnh nàng thân mật nắm tay nàng nói mang hết những gì đắt nhất trong cửa hàng ngươi ra đây lộ nhân tỷ vội gật đầu sau đó cùng một tiểu cô nương khác trong nhà ôm mấy chục cuộn vải dệt ra cho bọn họ chọn đông phương bất bại nhìn thoáng qua lại nói mỗi loại vải làm một bộ để tả cô nương mặc tạm trước sau này ta sẽ đưa cô nương đi làm quần áo tốt hơn tiểu cô nương kia nghe hắn nói tỏ ý không hài lòng vải của cửa hàng chúng ta tại sao không tốt lộ nhân tỷ vội vàng xoay qua trách móc nàng Lộ Giao Giao, đừng ăn nói lung tung. Tả An chỉ thấy tiểu cô nương tên Lộ Giao Giao kia khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, trông vô cùng đáng yêu, vì thế liền trêu nàng. Muội còn nhỏ tuổi, làm sao có thể biết thế nào là tốt hay không? Sao lại không biết, Lộ Giao Giao mở to hai mắt. Từ nhỏ ta đã theo tỷ tỷ đi canh cửi dệt vải, số vải dệt qua tay ta không phải một ngàn thì cũng chín trăm. Chỉ có đám nhà quê mới không nhìn ra được vải tốt vải này là dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu thành bảy đám mây, sang trọng không cần phải nói, còn có tấm sa tanh này nữa, quả thực rất khó thêu lên được. Nàng gân cổ thao thao bất tiệt nói, mắt lại liếc nhìn đông phương bất bại, rõ ràng có ý ám chỉ hắn là tên nhà quê. Tả An chi thấy Đông Phương bất bại mặt không đổi sắc mà lộ nhân tỷ lại lộ ra vẻ mặt khó xử, đành đứng ra giải vây. Lộ cô nương, cô xem có vải nào thích hợp cho vị công tử này may quần áo không? Lộ Nhân tỉ nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn Tạ An Chi, nói: "Tất nhiên là có, vị công tử này thân hình cao lớn, tính cách trầm ổn, ta có một kiện gấm tứ xuyên tối màu rất hợp, rất hợp với công tử." Nàng nói tới đây, nhất thời mặt mày rạng rỡ, kéo tấm gấm tứ xuyên kia ướm lên người Đông Phương Bất bại. Mặc quần áo muốn đẹp phải nhìn người thí dụ tiểu cô nương 14-15 tuổi phải mặc màu sáng tươi sáng, mà các phu nhân 30 thì tự nhiên màu cũng nhạt đi. Nếu làn da trắng nõn rồi thì cũng không cần thiết chọn màu sắc nhưng phải chọn kiểu dáng phù hợp với dáng người mình. Còn nếu màu da quá xỉn, như vậy phải chọn lựa cẩn thận hơn, nếu không sẽ chả khác nào bọn nhà quê vừa lên tỉnh. Quần áo tốt nhất là màu sắc trang nhã, hài hòa còn về phụ kiện đi cùng đeo một hai cái là được nhiều quá sẽ khiến quần áo trở nên nặng nề nàng còn định nói tiếp đến màu tóc lại nhìn thấy ánh mắt đông phương bất bại mang theo sát ý lạnh như băng vội vàng im bạt đông phương bất bại hừ một tiếng liền vung tay áo bỏ đi hắn xuất thân nhà nghèo cho nên kiêng kỵ nhất mọi người đề cập tới chuyện này trong giáo, huynh đệ đều là người thoải mái không câu nệ, còn nhóm thị nữ cơ thiếp lại càng không dám nói lời trái ý. Cho nên, từ trước tới giờ, hắn đều nghĩ công tử nhà giàu là phải mặc quần áo càng sặc sỡ càng tốt, phụ kiện đính càng nhiều thì càng sang trọng. Đến nỗi, để hôm nay thành trò cười trước mặt mấy tiểu cô nương. Nhớ tới mấy ngày trước Tả An Chi luôn ở sau lưng vụng trộm cười nhạo hắn, trong lòng Đông Phương bất bại lại càng thêm tức giận. Tả An chi lo lắng hắn sau này sẽ gây phiền phức cho đôi chị em họ lộ này cho nên vội vàng đuổi theo, cố gắng bày ra gương mặt chân thành. Nam Nhi chỉ cần dung mạo khí phách cho nên huynh đừng có coi trọng chuyện áo quần như đàn bà thế. Nàng đột nhiên nhớ tới Đông Phương bất bại trong truyền thuyết vô cùng coi trọng vẻ ngoài của mình, cho nên liền im bặt ngượng ngùng nhìn hắn. Cô diễu cật ta không biết cách ăn mặc. Đông Phương bất bại đen mặt không phải không phải tuyệt đối không có nàng nào dám diễu cật đại ma đầu đông phương giáo chủ bị hắn nhớ mặt tuyệt đối không phải là chuyện tốt tả an chi vừa mới trước mặt hòa thượng mắng con lừa ngốc cho nên hối hận không thôi vội vàng chân chó nói anh hùng không quan trọng xuất thân thái tổ chẳng phải cũng xuất thân ăn mày sao sau này dẹp yên thiên hạ ai dám diễu cật hắn Đông Phương Công Tử Văn Thành Võ Đức Nhân Nghị Anh Mình, ngày sinh nhất định thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ. Nàng nói lưu loát một mạch không ngừng nghỉ, khiến Đông Phương bất bại giờ khóc giờ cười. Cô còn nói nữa, không chừng ta thành thần tiên rồi. Thôi thôi, là do ta quá nhạy cảm, chúng ta quay trở lại tiệm đó đi. Sau đó xin kính nhờ tả cô nương chọn cho ta chất vải phù hợp để may quần áo, được không? hắn tháo ngọc bội trên hông và nhẫn trên tay xuống định ném đi nghĩ một lại lại cảm thấy luyến tiếc cho nên nhét vào trong tay áo lúc này quay về tiệm may cả hai chị em họ lộ đều không dám há mồm nói một lời bàn tay đưa vải cho đông phương bất bại cũng run rẩy sợ hãi ghi chép số đo quần áo của hắn căn bản một phần cũng là tại khuôn mặt của đông phương bất bại lạnh lùng cho nên chỉ cần đứng cạnh hắn đã cảm thấy khó thở rồi sau đó lại có một vị khách bước vào tiệm lộ dao dao ánh mắt sáng ngời vội vàng chạy qua tiếp đón không ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng thì vị khách kia đã đi lướt qua nàng vừa kinh ngạc vừa vui vẻ chạy tới chỗ tả an chi tả sư muội sao muội lại ở đây rõ ràng là người quen nhưng nàng lại không biết người ta cho nên mặc cho ai gặp phải tình huống này cũng sẽ giống như tả an chi xấu hổ không nói nên lời mãi sau nàng mới cười ha ha hai tiếng nói đúng vậy người tới nghi hoặc tả sư muội muội không biết ta sao ta là hành sơn mạc sư huynh mạc tùng bách a đương nhiên là biết chỉ là nhất thời không nhận ra thôi tả an chi nhìn đông phương bất bại một cái sau đó mới nói tiếp mạc sư huynh sao huynh lại ở đây vị mạc sư huynh kia trong nháy mắt vui đến ngất trời cả người đều toát lên vẻ vui sướng nửa năm trước cha mẹ đã bảo ta xuống núi để thành thân nhưng trưởng môn lại bảo ta đến võ đang tặng quà cho nên mới đành chậm trễ lần này là muốn về nhà thành thân chúc mừng chúc mừng vậy chẳng phải là mạc sư huynh đến đúng chỗ rồi sao đường làm quan rộng mở a à? chỉ là không biết nhà mạc sư huynh ở đâu tả an chi trong đầu vừa nghĩ liền liếc mắt nhìn đông phương bất bại một cái cười vô cùng thân thiết nhà của ta ở tương dương mạc tùng bách trả lời sau đó đột nhiên lại ngượng ngùng nói ta có một việc khó xử muốn nhờ sư muội ra tay giúp đỡ chuyện gì tả an chi ỉu xìu nói bản thân mình ốc còn chưa mang nổi mình ốc còn đang trông cậy hắn sẽ ra tay cứu giúp không ngờ hắn lại xin mình trước đừng nói là bảo mình đi tiêu diệt ma giáo nhé ta muốn chọn cho đằng la muội muội mấy bộ quần áo nàng vóc dáng cũng tương tự muội cho nên muội có thể hay không trên mặt mạc tùng bách tràn đầy vui mừng chờ mong nhìn tả an chi đương nhiên là không thành vấn đề tả an chi nghe xong liền gật đầu dứt khoát đáp ứng